nghe thì hấp dẫn, dị dẫn đó. Nhưng mà nó có một đặc điểm của nó là hát của một làng nghề. Mà cái làng nghề ở đấy là cái làng nghề đúc sắt lên đi cường. Cái công trình của tôi mà được giải thưởng của trung ương là nó có hai phần. Phần thứ nhất là tôi phân tích giới thiệu thì hát ra. Phần thứ hai là tôi cung cấp một cánh mà hát ra. Còn cái phục dựng thì cách đây khoảng 20 năm tôi đã nói lên cái nhóm dạy văn học dân gian của Đào Vinh, Quang Minh Đào, Lê Văn Tùng, tôi được bày cả những cái số những nơi bạn không lựa chọn một sắc. Một điều nữa là cái hạt réo về hình thức, cái làm điệu về diễn xướng thì là nó khác với cả làm điệu về những dòng bây giờ thì còn duy nhất còn cái bà hồi hát được nữa đó. Dạ. Bà hồi. Bà hồi 92 tuổi rồi. Cái bà hồi mà kể cho lắm ai tìm kể cho mẹ. Mày quá. Gái là không ai kể rồi, hết năm rồi. Gái là người từ hai hạt réo rồi, mất rồi. Cái lúc trẻ có ai có không trăm người mới đạt. Mà bây giờ còn có một người. Bây giờ còn duy nhất còn một người bầu cả. 80 tuổi đứa ngon điều hả? Nó thành ra của một vùng, một miền. Đây là nó phổ biến như một phổ cùng cò. Đi tìm như cò. Tôi là hạt trong khi lao động. Nó khuấy khóa đây để nó chạy ra. Người nhà đi rước đi rước củi cỏ thì khi nghe thấy reo nó bắt đầu đi chạy ra đó, đoàn củi cỏ sắp về đấy, đứa thấy hát reo đó khi chưa có đi rước cùng với ta anh nghe mấy cái 15 người vài chục người là bắt đầu đi về, đoàn củi đi về là bắt đầu hát cho về mình gần làng. Ừ, được. Được thôi. Được thôi, cái anh nghỉ. Ví dụ như là có cái điệu hát ra của nó đây này. Đầu tiên là vẫn phải có một hát. Giải thưởng là một cái giải thưởng Hồ Chí Minh. Đã về thăm rồi. Lấy cái châu cho ba là hai con của ba thế. Đi lấy cái.
bây giờ bà nhớ cái đoàn hát reo ngày xưa đi đi cùi cỏ. Bà đi nhớ chứ. Ờ, đi cùi cỏ lên cái rú mô đó, đồng chí đó. Rồi bây giờ là hát những cái bài đó. Ừ. Ừ. Anh giọng. Trời vừa có cái đất mất đường mà hát kê. Vẫn cứ được, có cái bà 97 tuổi mà vẫn hát rõ ràng đấy mà hát nhiều bài lắm. Cái bà năm đạt nên bà hát thường vải à, chứ phải hát reo như mình đó, giọng hát reo trôn rú đó. Ờ, hát reo trôn rú mà đi là bứt củi cỏ để chạy rầm rầm để reo rầm ràng với thổi tù vả ra đó. Đó mẹ ơi bà khi nạt trong ông hay nha. Vâng. Ừ. Tôi tới nha. Điện thoại đây, hai bà dùng điện thoại làm gì? Không, còn quay vào quay ai đấy? Rồi. À, năm đó rồi bắt đầu trên cái khán chuyện. Ờ, được rồi, không sao. Dạ, được rồi, chồng nó được. Là lan cụi cỏ dọc trải gió đông đông liều gió bye.
cây cụi lá cụi cỏ đó, cụi cỏ trung đó thì đỡ chứ chứ vừa đồng ba khả ba quả đúng không trồng thế được ngàn đồng những cụi cỏ nó trụ đây nó trụ trụ anh hết bài nữa ba. Đây, còn có một mình bà biết cái hát reo ngày xưa mà bà hát cho một đoạn. Thì bà lấy cái hình lên cái cách hát tôi hát reo á. Nỗi vàng đem thau ra đổi than nói cũng như ngà. Phường phương nói cũng như hoa, tiếc con quế hàng Nga đem trồng nơi đất đất gặng. Đấy là cái kiểu đấy. Đầu tiên một người ví xong đến dặm, nhưng dặm mỗi người hát một câu rồi cuối cùng là reo một cái âm lên. Chấm bà đi đây. Bà đi dặm mấy bờ đi chơi. Kể chuyện ngày xưa đi hát ấy. Kể chuyện ngày xưa đi hát ấy. Kể chuyện đều chưa được. Thì hát với những ai, hát với những ai, ông Kha, ông Kiếc ấy. À, tôi đi người lơ bay về bờ rồi hả? Ừ, từng ống đổi ra rồi. Ra rồi, đi chậm đi. Thế là bài nhóm về. Là bài ba cũng thấy hát đó. Cuộc tự tinh tâm đó.
mà hát reo đầu hay kẹo này. Đào ngày gần cha anh chống ngã tàu vượt ngã biển và ngô anh ngã tìm anh tìm đâu mà được em về đồng tàu đi sang hà thấy kẻ buôn người bạn không thấy bạn tri âm thầu cơm không muốn ăn thương thì quán vò vò việc ta người tròn vò vò chữ ít là vặn vò chữ vàng bạc và hương hoa anh làm thịt con gà coi quẻ giò tươi tổ chính tạ cầu bước của cái kinh hiệu cầu lai chỗ anh là đáng tài chỗ mượn mang tài chỗ anh tìm em đi không chỗ về cầu đức thánh tiên trời giá ngự đồng lên con thưa chị bài sao đừng không nên lên trên chùa một giờ mai thấy nửa triệu vì thư hỏi con đi mô dự con đi tìm đào ngài là cha đường ơi cha quay đi kia đi kia.